Bán hàng á? Hôm nay có hai trợ thủ đấy thì quay rồi. Thì vì phải trả 50.000 cho thuê thầu phụ. Thuê thầu phụ. Ok, xong rồi chứ Hường. Cái đấy xong rồi chứ. À bây giờ nó ủ chứ. Đây đây cái món. Hả? Thì đấy. Quay mày thôi, mặc quần áo ở cái mặt vậy. Quay ở đấy nguyên quê không quay. Ừ. Tí nữa diễn lại. Thì chắc phải đi xuống diễn lại đây. Về quảng cáo cho bà tươi chứ. Cái này xong bắt đầu mình ngâm mới chứ chị nhỉ? Đấy, mình quan trọng là món cá này thôi. Cá này cá. Ao nhà thật chất. Bây giờ mình lại để quên không quay cái đoạn mình bánh cá. Mình bát đấy nhỉ. Quên mới bảo bình bo nó quay thì không quay. Nó đi đâu vậy? Không biết nữa. Nhớ ổn định. Ăn bà xong rồi. Tôi làm gì đây? Thế đi bán trứng. Quảng Đen đâu rồi? Hả? Quảng Đen đi đâu rồi? À chị ơi. Ở trên này nó bị đầy đủ, làm nó nhanh hơn. Là hai con này chạy. Hai con này cũng phải hơn cân rồi. Ừ. Thế là 5 anh em ăn đủ không? Chắc được. Em nghĩ là cái bọn người giáo hồ bên kia nó sang thôi. Gì? Sang nữa không? Tôi bắn nữa. Nghi đó. Nghi sang nữa thì bắn nữa. Ai còn ai nữa? Thế thì luyện nó sang nữa thì. Lâu hả? Ừ, luyện lực ấy. Được. Ừ, đoàn kiếp hết nữa. Mình thì có mỗi người nhớ quả. Hai này nó chứ không ăn được đâu. Sợ này. Tớ thì ăn nhiều lắm rồi, tớ chỉ nằm mấy miếng. Em chỉ ăn cầm hơi thôi. Đây, đỏ. Đây, cá đây. Mình muối bố đâu rồi? Cái này làm xong rồi chứ Hương, tí làm một cái khác nhá. Mẹ hả? Ừ. Thì chú Bình chú làm cho. Xong xong rồi chị bỏ ra quần. Ê. Em thử cái chua. Đây là chị cho cái gì mà đỏ thế? Móng rồi đấy. Nghe, cà chua. À, ổng ướt. Ê. Đúng chưa, có gì đúng chưa? Đấy, cái chua chua vào thôi ạ. Cái chua gì? Chua, cà chua vào chứ, chẳng không? Hay chua lắm. Cho muối. Đây là đang để muối đúng không? Đấy, bình muối nó vừa cho vào tròn nó mặn nó thẳng. Anh Hải với anh Hưng. Em không thích rửa rượu mà nó có hơi đúng không? Có thể làm thêm nửa con nữa. Thêm không? Anh nghĩ làm thêm thì không nguyện nó sang lại thiếu. Tôi nãy còn không cười. Vậy ông chỉ thích ăn này thôi. Đây là thơm. Là thơm đây. Từ từ thì nước nó về. Lúc về thì mình mới quay biển chứ nhỉ. Quan trọng là phải tại vì cá đang làm rồi. Đấy. Đã xong rồi ui trời, đã xong cả bao. Sao lại kinh khủng. Đã xong cả bao. Xong mình hái đâu mình nhiều đấy. Đây là cái ấy cho khách ấy chứ thì là cho khách đúng không? Úi giời, bà này bà Thái buồn cười nhờ. Thế mỏng vào. Lên Thái ấy, mặt phải tươi lên. Phải tươi lên, không được khóc. Không được khóc. Không được khóc. Mà tươi lên. Ôi, cái ngon vào tay đấy. Chân trêu. Chồng hai con dao cứa vào tay. Anh ạ? Đây ạ. Được rồi ạ. Được một con chơi rồi này.
Nhẹ. Trên xe ngày này được tay. Rồi đây gọi là sinh. Đây gọi là sinh nghề thử nghiệm. Được một con một thì không sao. Lấy cái băng gâu đâu? Nó mất gâu cho bố con. Dán vào cho đỡ. Đây ra đây. Cả hai bố. Cả hai bố con. Cả hai bố. Bao này thái hành nữa đây này. Thái hành thấy 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 xả đi. Đây để xả. Đây là cho khách, cho cho mình luôn. Khách có rồi mình ấy. Tỏi trên trên đấy. Tỏi trên bên trên này. Có mấy quả chưa? Còn đang chạy đâu không biết. Cái hoa ở trước kia là cái hoa thật đấy chứ. Bên phải ấy. Giống như thế này, giống như giả nhỉ. Đây là hoa nha. Đâu hoa đấy, cái này hoa gì? Ở đây hành này cũng bị cái đèn đèn. Hành này hành ấy, hành tây. Hành lai đúng không? Hành mình thì hành bên nhỏ bên kia kìa. Vâng. Ít thì sao được phúc ấy. Hành mình nó mới ngon. Cái này nó nhanh. Cái nhanh. Nhờ cái này đây. Ừ đây là hành mình đấy, hành ta. Hành mình nó đang óp óp được gì đấy. Hành ta đây thì nó óp lắm. Chúng nó không. Không, cái ở nhà mình có cái hành nhỏ nhỏ bằng cái hạt đỗ ấy. Cái hành đấy bóc đầu từ. Coi, chơi hành to đi. Hành ta này thì nó ăn sẽ ngon hơn. Đây. Hành tây nó sẽ tròn. Ngày chưa? Nhiều vào. Nhiều tốn hành nên mình đâu ăn được mà. Giờ ăn hết rồi. Nhiều hành ý. Nhiều ăn gọi ăn hạt chứ là hành hết rồi. Thủy ơi, chạy đâu? À đây đây, Điền. Mày đi nào ấy thì bố muối, Thủy ơi bố. Điền có trên nó cứ bay hết rồi. Đây rồi, Điền đây rồi. Bật điện lên. Ấy giờ. À, đấy. Ý tưởng cho pin nữa chết. Đấy cho pin vào có cái. Thủy thì nha, chú bảo nha. Thái Điền này nha. Thái mỏng ra, thái mỏng ra. Có cái dao chưa? Chú kia. Đấy. Mình có cầm một con dao và một con thái mỏng ra nhá, trong rồi vào bát. Được rồi. Thế dao. Có hơi thế dao để thử. Mỗi dao bé thế. Ui giời ơi, ra làm nghề. Nhà làm nghề mà lại có mỗi cái dao là thế nào? Chán đời nhỉ. Đây là chị đang làm gì đây? À làm thêm gì không? Cái đầu này có băm không ạ? Không. Trong giấm có hết rồi mà. À. Thế cái giấm này cho có cái gì? Cá. Cũng là cá nhỏ gì? Cá thịt. Cái gì rửa? Còn cái mù hóng đèn. Cái hồ nó rửa đi. Thì anh nhỉ chỉ khó mua cái băng gâu vào. Trong nhà giờ, bây giờ mà sẽ bị liên tục. Đúng không? Không như ngày nào cũng bị. Thật, không như ngày nào cũng bị và không chịu mua. Cái đấy rẻ mà. Đấy là dán là nó. Đây đây, còn đây đây. Đấy. Dao này hơi buồn. Thái cá mà đứt cả tay. Đấy chưa? Đây là toàn những giờ trợ thủ đắc lực không? Nhỏ ti ti mới học lớp 1. Mới mấy? Nhỏ ở trong lớp. À lớp 4, lớp 4, lớp 4. Mình phải bộ rô lên lớp 1 nó kinh chứ. Cái đấy. Đấy cho vào đấy hết. Chứ đừng mang về các bạn. Không lấy là ông bạn đã. Còn đen đây. Giờ ông là đâu rồi? Bây giờ là làm Hà Nội. Được, mình phải đốt tay. Vậy không trượt đốt tay đấy. Thấy hơi to. Nhưng thôi, không sao. Nhà mình ăn đấy mà. Nhà mình ăn thì hả sao? Đấy, cái hành kia cũng được không? Thôi, hành này, hành này nó óp hết rồi. Cái hành kia còn ít óp lắm. Óp hết rồi. Thôi, hành này cũng được. Quả ớt to này có cay không? Cay lắm. Cay lắm. Cay là hơi nhỏ. Yeah.
con hủy vất ra thì cầm nuôi con kia hai con. Đây. Tiếp tục cho làm cá. Sao đây là cắt này nột da. Cái cửa cái bên trước nó không mở được này. Anh ấy cố định nè. Anh ấy lấy ra mọi người. Đây lột da. Có đen đi lâu thế? Hôm nay có thời gian để quay hết. Tỏi nha chị Phúc. Vâng, tỏi nha. Ấy, giá vậy cơ mà. Rẹt phát. Ấy, nặng này. Úi giờ chuyên nghiệp nhỉ, một ông lột một ông. Cái dây chuyền. Dây chuyền. Xay rồi đã Hương. Xong rồi rồi. Xay rồi đã. Xong rồi đã, xong xuôi rồi đã. Không dám được. Ơ, nhanh lên. Có đun. Quan trọng là chú chưa biết làm thế nào. Bố ở đây đem TV rồi. Lấy vầy ra xong rồi lột ra. Hồi trước em toàn lột trước xong rồi mới lấy vầy nhá. Xong rồi em lột từ dưới. Khó lắm. Lột từ dưới lên cơ. Dưới em một tí để lấy ra nó đây. À. Hồi trước em toàn lột từ dưới lên cơ. Thế nên khó hơn là một cái gì. Bọn nó còn không thể mấy vảy của nó vẫn lột được. Ừ. Sợ. Kiểu nó lấy cái dao mỏng nó lia vào được rồi, nhiều đứa nó xin lóc luôn à. Đấy. Anh chỉ định bỏ cái kia ra khỏi cho họ. Bây giờ mấy giờ rồi? 10:15. 10:15. Mấy cái bụng này thì thôi chứ. Cũng trái được, trái 12 bên. Đấy là mình nhiều rồi. Rồi, đang đi mình đi xem cái giấm. Đây quê Thanh Hóa gọi là chẻo đấy. Nhưng đây là mẻ này xong là xay lên đúng không? Thì cho cái gì nữa đây? Cho dầu đi dầu gấc. Dầu đi dầu gấc. Dầu gấc cho nó mới đỏ vậy đúng không? Ăn nó vừa ngay rồi lại có màu đẹp. Cái này em thấy có vẻ đặc hay sao thầy? Cái gì đây? Cái gì đây đi Hương? Nước cá đông. Nước cá đông hả? Trước luộc xương cá hôm qua nên nó bỏ vào tủ nó đông rồi. Cái nước luộc. Rồi, trong em bé này xay ớt. Cay lắm đấy thì ạ. Rồi, đấy xong rồi lấy cái tay quẹt đến môi. Quẹt đến môi. Đấy, đến môi là nó xinh gái luôn. Phải đánh ngon. Chơi dao mà ngày đến tay. Xong là nó rêu lên. Ê, chú bảo cách có cắt nhỏ đôi rồi này. Nó băm thôi. Chứ bây giờ to lắm. To lắm không hết được một cục đấy đâu. Mà thôi cứ bỏ trong đấy hết đi. Cắn thì đỡ ra thằng. Thái rốt cái có hai quả này cho chú. Thái rốt đi. Xong là thái thêm miếng ớt nữa nhá. Nhất đặc biệt là cái riềng kìa. Mặt tươi lên thì trời ơi. Cái này mặt quá. Tại người ta cay. Không, cay mới tươi nên làm hàng là phải tươi. Tươi mới tươi. Cay không phải tươi. À, tiếp tục đi xem. Bên này nhá nha. Ấy nhá. Để xem lóc thịt. Thử một tàu đi con ạ. Tàu mới. Ba cái khớp cơ mà 4-5 cái. Mình cái khớp này nó có bị lên mồn không? Dùng vài ba tháng này thì vứt đi. Còn khớp to thì dùng được lâu. Mình cứ định dùng sắt nhựa có ngon hơn không? Nhựa ngon, chờ nhựa không có nhận có lắm. Vứt nhựa chỉ xáy được chín lấy. Ừ, mình làm cái loại khớp rất dày, to đùn gì. Thớt này nhìn vậy nó là 5-7 cân, nặng như vậy là được. Gọi thớt nghiến đấy hả? Nghiến đấy. Thớt nhẹ này, cái thớt to. Thớt này là thớt gỗ me.
mẹ anh nó dai rồi này. Chưa nằm cũng chưa đấy rồi. Sáng hay là đi ấy này. Hay là đi gói kia cho họ đã. Gói cái gì ạ? À, gói cho họ trước đi. Mình cứ từ từ. Mình như này mình sáng tận dụng hết được cả cái ấy này mà. Cái nườn, cái này nó thăn. Cái xong là bỏ sang mâm xong là đảo lên trường. Quay cái mâm đấy. Anh chú đây bỏ cái mâm. Đây thái cả cho họ luôn đấy hả? Đây của mình. Đây của mình đấy chứ. Của mình. Cái này mình thái. Mâm đang ở bên kia anh ạ. Mình thái bán thành phẩm là bán theo cân. Cân. Tính cân. Tính cân cả. Cân đã hoàn thành rồi. Hoàn thành đầy đủ. Thì ơi thái cả thấy như cả các riêng ấy. Thì mình chỉ tính cân cá thôi chứ cái cân. Cái lá gỏi thôi, còn lá là phụ rồi chứ. Nhưng mà phải tính tiền là tính hết. Thì bao gồm ấy. Thì ông mua cơm cơm ấy. Như kiểu mình mua chạo anh nhỉ. Đây là ba con trôi hết đấy. Chị ăn cá mẻ hơn nữa nhỉ. Phải nhiều người có thích cá mẻ mà. Nhiều người họ thích ăn cá mè họ bảo không? Mè nó họ cảm thấy nó không vị riêng. Như mình thì chẳng thấy cái nào vậy. Cái ấy là cái ấy là họ bảo mình cũng thấy cảm thấy nó tanh nhưng mà lúc làm lên đâu đấy ấy. Tôi chẳng thấy tanh gì đâu. Chẳng thấy cái mùi cá đâu. Có mỗi lúc đang làm thì hơi tanh tanh chứ cái lúc xong rồi cá thấy tanh mà ăn lúc ăn vào cũng chả thấy tanh được. Ăn chả biết là cá gì thì cá gì. Ăn mà thì thấy nó chay chay thôi. Ui à. Khóc vậy à? Ông bò cứ đòi lên đây rồi đang ốm. Đạp xe về ốm rồi. Ốm à? Mà cho đạp ít thôi đi xa quá vậy mấy cái số cho đi vậy. Mà lắm. Hôm qua quyết tâm được để xe cho nhà ông. Tối hôm qua tối mà nó còn được. Nó rồi này sốt rồi, sốt nhẹ rồi. Để cho nó ngắn đó. Đây là mình bóp thính luôn nhé. Ờ, thấy mềm rồi bóp về họ bóp sau. Không có chảy nước rồi. Tí bệnh vậy mình mong về những cái. Đáng ra phải có bao tay hết cần hỏi. Anh có ấy cho thêm tiền cho, thêm ít tiền anh cho. Nắm thêm. Dạ thì anh bảo sao nắm thì cũng đầy mô. Tiền thì đâu rồi? Tiền thì dạ, bác để ra chưa nắm đâu. Để bác. Nắm bắt đấy nó lại ướt rồi đấy. Mình bán một cân gọi là bao tiền này? Cái trôi 2 trang, cái mẻ 150. Ngày hôm qua nằm 10 cân gọi thơm. Thế lần này làm 10 cân. Thơm này này. Nó bụi tàu. Ê, cũng chỉ mong ngày nào cũng chống mặt. Không chống mặt thì này ấy chứ. Không chống mặt lại buồn. Buồn lắm. Thì xuống dưới kia kìa hả? Xuống dưới kia chứ. Thế là chú ấy. Mấy ngày hôm nay không phải cân để gì rồi. Hôm nay chỗ đấy là 1 cân hả? Nó thì sẽ phải vứt. Anh lấy hàng rồi. Chờ cô giáo vài phút. Chị ơi, cái ghế ngồi chờ đi chị ơi. Khách này đang chờ đấy. Đây. Đây là mang đi bán là mình lót cho nó khỏi dính vào báo rồi. Cho nó khỏi ướt báo. Mình có tìm được cái giấy gì mà
ngon hơn không? Cái hàng có giấy trắng nữa. Ừ. Đáo sẽ có chỉ. Có bánh mì cái bánh mì á. Con nó cho tiền, con nó xả nó tiền được. Lấy tiền nó không được. Ừ. Tất cả vào cái thứ mày như các bạn. Mấy hũ. Đây, cháu nào mang đi nhé. Tính này gì? Đóng đã, đóng gói sao? Thâu đóng gói. Tôi cho thêm được. Bà đưa ra bà. Cái chưa cái có truyền tỏa gì chưa? Có ngoài kia hết, ngoài nhúng chưa? Ngoài kia. Đá xung. Đây đủ hết rồi. Đây. Xong chưa? Đấy. Xong hết rồi đấy. Rồi đi. Đây là đây này hàng mang đi bán. Ui nhiều lá thơm nhỉ. Đây thôi. Chân phải. Tôi thấy sải cho anh tặng. Ba con này mình sải được khoảng bao nhiêu cân? Tầm cân rưỡi. Tôi thấy thế rồi. Cái gì vậy? Đi mà nó giờ mốt mốt đấy, style mới đấy. Đồng hà thì cứ kể ông nghe à bụng. Con đấy cho nán đấy mẹ. Nán mùi tàu không rồi. Nè đáng phải quay bỏ cái mâm cho nó. Không sợ. Nè lịch sự. Cái gì? Xương đấy ăn được hết. Nó giòn. Tôi nhớ mãi ở trong nhà. Nhà cháu Bắc Thiện này. Băm cái này này. Nhưng mà nó thật là cá như mình đây, mình xái này nó chẳng có tí nước nào ra nhỉ. Trong khi đó mình chẳng phải quấn giấy các thứ mà. Cái này là quấn gì quấn đâu. Nhưng nằm vội không quấn mà vẫn khô. Mua cá ở chợ kinh lắm. Cá xái đâu nước ra đấy. Hồ chiêu Sài Gòn ấy, thèm quá mua cá dưa hồng về làm. Ăn mấy lần nhưng mà mấy thằng công ty thích lắm. Tuần nào cũng ăn. Tuần nào cũng bắt mình về mình ăn thẻ mùi. Đừng làm đầu bếp tránh gọi cả. Kim Sơn mấy ông đấy là kinh đấy. Không biết làm đâu mà. Món ngon của Kim Sơn. Không mình biết làm. Thế là cứ cuối tuần bắt đầu là cho sếp bắt mày phải sớm, mày về sớm mày làm tao. Về mày cho đấy nó thích nhậu mà. Kiếm được cá sạch mình vào đấy làm thôi. Bọn em về thôi, sắp xong rồi. Ok. Không biết đường về rồi. Đến đây giờ thấy rơ rơ lắm. Đây ra xem chuẩn bị ra vị này. Trái thì này thôi. Đây là cái gì đấy Hương? Thủy, muối trắng à. Đây là muối trắng này. Sau đấy đây này. Tí nữa mình cần lúc bày ra mình cho mình sẽ quay lại hết. Đây mình đi. Đây là lá thơm này. Lá thơm đó mình quay rồi. Thế phải rửa không nghe thôi. Sạch rồi mà. Trơn máu luôn. Ừ. Từ lá này nó ở thấp. Nó ở hàng rào ấy. À. Hàng rào nó cao tới đây này. À. Thơm. Đấy, lá thơm nó phải khô khô này ăn nó mới sướng. Nó ông nào bụng dạ yếu thì không sẽ không bị đau bụng. Mình hay là ướt là hay bị đau bụng.
Lấy cho chú ít chanh nhá, thử nhá. Chanh ấy. Làm bằng chanh chả cần làm gì đâu. Mới hai quả thôi. Đây đây chú lấy cho. À đây có cả lá chanh nữa mà anh ấy, tí mình hay lá chanh mà. Đây đây, có rồi ạ, à, đây đây. Cái này giờ đun lên nhá. Hay tí nữa mới đun. À mang xuống đây đun cái gì? Không, tí nữa đun cho đun nóng một bộ. Nóng đưa đi luôn. Vâng. Đây đồ cái gì? Cái này chị xay ra. Cái mấy cái đồ vứt đi này này. Nếu mà mai đang tính một khối xay xương thì xay hết ra để làm dầm. Đấy. Chiên lên xay. Vâng. Chiên vàng lên xay. Là nó vừa bùi nó vừa ấy. Vừa có cốt. Chứ thời gian đầu bằm đầu cũng chết nhỉ? Không bằm đầu. Quá bằm đầu. Những cái xương này luộc lên nó ra thịt nhỉ? Những xương sườn này á. Vâng. Chỉ rút hết xương sườn ra nguyên thịt không cho vào dầm này. Đấy, cái này để lấy xương. Xương này. Thôi rồi. Đấy có vậy là hết xương đấy, nó rút xương rồi đấy trời này. Có thịt không? Nọc ra để nè. Sái kiểu để ra đó. Đấy. Có tới đây là tới đồ đỏ không đấy nữa. Mua được khăn mấy khăn này đâu ấy chứ? Khăn này nhỉ? Mà khăn này mà vải này hút nước. Vải ông anh ông ấy làm may ở trong kia lại vải thun nó vải cát lắm mà vải mới hỏi. Ừ. Mà mình hay cuốn riềng nó đục nó nhìn nó vàng vàng. Rồi, đồ làm mầm lúc mai bia lên Hà Nội làm một quán. Chả cần muốn đến Hà Nội, chả cần đến Hà Nội, đến Thương Yên rồi đã kinh khủng rồi. Cái chỗ này mà trộn gia vị thính phùng của nó là nếu mà bán cho khách thì khoảng 300. Đắt thế này ạ, báo cáo. Đây là cái cá mè. Trôi không mà? Trôi, con mè thì nó lại rẻ hơn, mè khoảng 200 thôi. Cái này yếu đó, anh phải nắm nước vợ đi. Thêm cái riềng nó được, thôi ít riềng. Ôi, phải nhiều lắm đấy. Chưa có mẻ nữa. Còn nè đâu rồi? Cái này nó to, anh thể nắm nhé. Cho xuống đây. Hả? Vậy là lâu cho đi. Em mua ở nhà cũng về quảng nhá. Gọi nó đi, gọi nó bảo về đây. Xuống luôn đi nhá. Xong rồi xuống luôn đi nhá. Về cho con ngủ đã. Khổ căng nhà này căng. Có ai đâu, có ai bế được nó đâu mà. Tay đảo đi cho tay. Nhanh nhá. Đổ hết miệng xào chẳng ngon. Lá chanh hơi ít đâu. Thôi vậy thôi được rồi. Ok. Lá chanh này được rồi. Vậy thì cuối giấm nên là đưa đi đấy, có vậy lá nào chưa? Lá xong rồi, bọn nó chuẩn bị hết rồi. Thế lá sung có chưa nhờ Hương nhỉ? Bốc vào luôn đi em, à bốc vào đi Hương. Rồi, có vậy là xong rồi còn mỗi ít này nữa, tí nó đóng gói. Đây này, cái gói của mình đây này. Đây này. Ê! Xong, đã xong phim. Quay cái biển này này chưa? Chưa, tí nữa. Đây, quan trọng là cái biển này. Ý. Lá sung này. Sung sạch mà. Này vào lúc mà nó không có lá sung thì đến mệt nhỉ. Nhưng mà thường thường là chặt nó đi ấy. Sẽ tìm được. Đây, lá đây.
cắt thịt lá. Đâu đã xông vào đấy được rồi. Trộn thế này rồi thì có cách. Đây rồi đây. Đây. Ta thì phải quay cả lúc ăn cơ. Hôm trước chả quay được gì. À, rồi là thế thôi. Mình sẽ đi ra quay cái biển. Cái biển. Cái biển Trường Tươi. Đây. Cái biển đây. Chờ tí sẽ về rồi. Đó. Đây. Đây là quê mình đây, quê Ninh Bình nhá. Đó. Ông anh cũng làm à. Cá thì vừa hôm nãy ở ao đây. Ở ao đánh lên nhưng mà chưa kịp quay cái cảnh đang ở ao đánh. Ông Bo cũng về ấy rồi. Về du con ngủ rồi. Được rồi. Đấy. Bây giờ đó là cái món chính. Món này quên lúc nãy không lấy được từ đầu. Thôi rồi, không sao. Con này có ít quá không? Đủ đấy. Có cho cái nước nào làm gì? Không. Dạ. Cho hết. Hết, vậy là xong. Xong cái món gỏi nhà mình rồi. Thì nó về ăn thôi. Rồi. Đây. Đây là cá này. Cá là mình bọc cái này tí mình mang về nhà mình ăn. Và đây là cái nước dùng này. Này thì phải dưa chua à? Không cần đâu chị ạ. Này đủ. Không cần. À, múc cho các bà thì được chứ em bọn em phải. Đấy, cái này là phải đun sôi lên là được. Thì sẽ bỏ ra bát. Đây, cái này mình sẽ mang ra ngoài này. Đi thôi, chuẩn bị đi ăn thôi. Đây. Bỏ đây. Đó, còn thiếu cái nước chấm nữa thôi. Nó thơm đây. Đấy. Có chở lá thơm không? Đâu đây. Coi trọng cái giấm này, sách này. Còn gọi thế để sách cái đấy thì đưa cái đưa sách cả hai cái luôn. Đưa sách thủy sách được. Đây, nhẹ 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 sách cái này. Rồi đi thôi. Nào chúng ta đi thôi. Chị đi sau á? Không đi à? Đi sau với ai? Hương á? Đi thôi. Đi nha, khóa cửa đi luôn nhá. Đi luôn nhá. Rồi chúng ta đi thôi. Chúng ta về nhà cho ta ăn. Ok. Đi thôi. Xa phết đấy. Ui dồi ui dồi. Ông đi không được quẹt võng luôn nha. Đừng quay. Tôi đang quay cái quãng đường về nhà. Ờ. Xuống đường này cho nó xuống dưới cho nó. Cho nó dễ đi, riêng đi được mà. Được được. Cầu dưới anh quê mới có những cầu kinh khủng như này chứ. ôi ai cả ui giời. Ông Hải kìa đó, nhìn dáng là biết xem cái kìa, chở chiếc bao cám cho cá ăn. Ao đây, ao vườn. Cá mưa là cá thả vào đây kia. Chứ bây giờ nó cá thì mình ăn đi chứ. Chấm nước mè. Chấm to to, cân, thịt ngon. Chắc buồn bác thành câu làm con vậy. Bây giờ nhà cũng còn khoảng 2-3 con. Đúng rồi. Không to lắm. Nhưng mà ao sang luôn được mấy. To phết. Nước cái đông sao nhỉ? Không làm ao. Chưa, chưa biết trước đây. Biết nước gì
cống tông. Ừ, nước to đùng. Đi đường kia gần là đường. Đi đường đồng đi xuống ạ. Tại đi được đấy. Khó đi bọn mày. Cái xe ông máu nó vít quá đó mà hai thằng. Đi đi, anh cứ đi trước đi, cứ đi đi. Xe ông máu vít quá và hai thằng đi được tắt luôn rồi. Cái cứ đi trước đi. Ok, nhường cho mình đi trước. Vào sướng mấy lần như là ở nhà đấy mấy lần nữa cái ngã là nào gì à chết ngã đây bao giờ mình chỉ đè chết vịt thêm mấy lần tại đầu đường nhà cũng nhiều vịt đè xong rồi sao đè xong thì vứt ở đây vịt nhỏ mà vịt to rồi. Ai cơ bản này nhà xong mình sẽ xin lỗi nhưng mà chẳng thấy ai thôi để vứt đấy. Về nhà thôi, sao về nhà rồi phải phim mấy rồi. Sao anh không đi đâu à? Thôi á à? Nhà kẹt chồng đấy. Ồ thì rồi bạn bình thường thôi, cái gì vui mà cậy cái gì để khoảng hai thôi để đúng rồi thôi chúng ta đi về nhà rồi. Ai xem bố bò à? Sao khóc khóc à? Bò khóc đúng không? Sao lại khóc? Tí bố bảo bố về rồi thầy. Xong rồi đi về rồi thầy. Thôi rồi đi vào. Bây giờ chúng ta chiến thôi. Chưa à? Đĩa. Mãi nhìn tiêu tội. Lại khóc rồi à? Trốn từ nãy giờ tưởng ăn xong rồi không ăn xong. Bước quá không ăn được à? Nhắm nè nó nóng quá như vậy. Bước quá. Nhanh em cứ để cho một miếng thôi. Đây còn một mới nữa. Tí thôi nhầy. Hoa chuối. Bỏ đây. Nào. Nghĩa bỏ cái này ra vào vào có Nghĩa bỏ cái này Nghĩa bỏ cái này vào từ để chú ấy chú thức cởi ra đó. Ôi chà. Rồi Nghĩa bỏ cái này vào bát đi và đĩa đi. Nghĩa bỏ vào đĩa đi. Wow. Cái này quả kìa. Cái này của thằng Nghĩa học. Chết được từ nào chưa? Chết được từ nào chưa? Chết tội vui thanh niên này nó vào này. Ui, người thanh niên này nó vào nó phá. Anh nghe bỏ gì cái chân anh em đào gọi các anh ơi. Tôi bỏ xong rồi, mình đã gọi thì lại có vấn đề. Còn xong rồi khóc. Chết cha. Mày khí gì? Gì đấy? Vâng, thì bảo nhá. Bảo thôi. Mày quá. Bảo thôi chứ không phải. Bỏ chân mầm được à? Mày quá nghe tôi. Mời bác. Tối nay mai chưa mai. Ôi trời ơi, tối nay chắc chị đã tỉnh. Chết cha, chết cha. Trời ơi, nhìn thanh niên này, thanh niên vào. Chấm chim rồi đấy. Thanh niên vào là chấm. Thanh niên này kinh. Thanh niên này kinh lắm. Cứ ngày tao nò mới chọc đất. Đây, bỏ ra. Hành không? Mẹ ơi không dám bốc rồi, cạy này. Nghỉ lên, lấy đây. Không biết đâu. Đi bát đũa đây. Đây là lươn thì nhắm thế. Ê, hai thằng kia. Mình mai phải xuống bảo phép xem có. Ê, tình nhiên này. Mày cứ mình cứ điên, mình cứ nhận nghiêng đầu như vậy. Ngất. Nó đang là ý kiến, dặn đấy. Hửi khóc đấy. Hửi khóc đấy. Tình nhiên là chuẩn bị hóc đấy. Nó dặn nó nghiêng đấy. Nghiêng nè. Bố đây. Tay nhiên khóc rồi sao. Mặt thấy kìa. Yếu lắm rồi. Tránh ra thì bác bỏ cái này cái này. Để bác đào gọi trong mâm mà. Rồi bỏ này ra. Tôi gọi luôn đi. Còn giấm chưa đổ ở đây nữa tôi thấy không? Đây giấm trên đâu bom kìa. Thầy cứu tôi. Giấm. Em hành không ạ? Kệ nó cho nó ăn. Anh khỏe mà. Cho nó ăn. Giấm nhiều muối lắm.
Đây cái này ở đây. Chuẩn bị thằng bốp đâu nó. Trời ơi, em bảo các bác làm ít thôi. Ít thôi. Phúc nó bảo là sẵn thiếu. Phúc muốn. Phúc có bao giờ rồi? Bao giờ rồi. Tắt quạt nghĩa. Tắt quạt phải không anh? Bắt chậu cho. Ông rút rút điện. Bắt con đi. Bắt con chậu sao hết được, bắt to được. Rút điện anh ạ, không có vẻ được đâu. Không có số quạt, không cần số. Số rơi mất rồi. Lấy cái mung thìa quấy quấy lên. Ôi đổ tí rồi đây. Mình giờ mới đắc tính. Đấy đi. Đấy. Ông kia thẳng. Quay ở quay đi. Con hay là kiếm cái môi múc nó dễ. Cái nước này gạn là được mà. Gạn được mà. Gạn thì nó nỏng, ở trên nó nỏng hơn. Đấy. Đây nó một mâm nên nó phải. Có vẻ hơi ít tính. Cho thì tính nữa anh ạ. Thôi vậy thôi. Thôi tính nữa thì ông nào ăn bỏ góc. Gắp thêm này tí cho nó. Thì bế. Ăn là từ từ nó rơi xuống. Anh cứ thừa tính đổ hết luôn vào cho trong mâm như nữa. Rồi. Từ từ mang ra đầu cầu nhiều em thôi rắc. Rắc. Gọi là thả thính. Thả thính. Thả thính đây còn bằng này. Còn bằng này nữa. Có bạn này thính nữa cho Quảng thả thính. Quảng ra yêu cầu thả thính. Tí ra sang em thôi tôi thả thính. Mà em toàn thích ăn giỏi lắm mà. Ừ thôi em mời đi. Ông Phúc chẳng thôi mình phải mời nó. Mày thì sao đấy? Rồi vì Quảng mà Quảng mày nói chuyện chó gì nữa. Mày á? Em yêu người khác rồi à? Còn tô không có mỗi tô vậy à? Thế không? Biết ngay mà cái dùng hết nó sáng. Hết là sáng. Ôi gì đây mà? Thế thì mọi người hỏi. Nhờ cho Phúc. Mẹ. Nhờ cho Phúc thử uống một lần xem. Không ăn. Mày phải thử. Thử thật đấy. Tốt nhất là ăn thật. Ăn thật nhá em. Đúng không? Cái này là cá mà. Nói chung là ăn gỏi là phải uống được rượu. Không uống được rượu là sán. Mày có được rượu không? Con run sán nó dài như con run đất ấy. Ôi cho nào bắt con à, cậu ông vậy lấy gì mà. Đấy mai đi lấy cái bát gì mà đấy. Thôi mình đổ nó đây lại đây thôi. Được rồi đi. Làm sao mà hết được. Không, cắt đi nhá. Cũng sợ. Ui nó vứt. Giảm vậy là không được. Tiền thể nó không nghe quảng cáo rượu luôn. Chứ nhiệm vụ bán rượu thì muốn đời Kim Sơn. Nghĩa đâu, nghĩa đâu lấy rượu trong tủ cho coi cho chú nhanh. Ngâm Phúc ngày mai chịu khó ngâm rượu đi. Thật. Bà các em nhà mai chịu khó ngâm rượu anh em nâu nâu. Nâu nâu gửi cho lâu 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 lâu. Ủng hộ cho cả tiền sau. Ở bên dưới ấy con ạ. Sơn trắng như trong. Rượu dưới có rượu dừa. Đây là có rượu à. Dừa đâu? Đây. Đóng vào. Đấy. Chú đóng nhẹ nhẹ thôi. Rượu dừa nhưng mà quả dừa nhưng mà rượu thì lần thứ hai thôi. Đây mới là lần thứ hai thôi. Lần thứ nhất có mà phê lắm. Mình nhất lại uống xe êm lắm. Rượu này. Mình á? Rượu mình này. Được, rượu mình thì cần được. Rượu mình quả tôi tự làm đấy không ạ? Quả này, cái quả này hơn 1 lít đấy. To. Không ngon nhỉ? Cái này khả năng phải cất đi. Bóng ơi, đi. Dạ, em mang cái ly nhỏ đây, ly nhỏ. Cái một bà cậy có kho nồi cá gì chứ. Cái kho mang nhiều chứ. Được rồi, thôi tiếp. Thôi, cho cho quán. Ông quảng này gắp gắp cái này, gắp cái ớt này vào đây. Không được cái ngót thì được. Đu nó nở ra thì nó ngon. Chế đồ đã hai cái đĩa đây. Tính. Chứ phải cá lại cá họ nuôi công nghiệp thì nó ngót. Đây hai đĩa. À, đây là cái món á, rửa. Cá kia là kho để quán bán á anh. Mùi chuối. Hả? Mùi chuối. Anh. Đây rượu dừa nhà mình này. Cái cá kia kho để mang lên quán bán à? Mình sẽ bỏ. Thế đổ mẹ ra tô. Đổ phải chạy đổ tô múc rồi anh. Em thấy nhiều quá không tí ơi đổ. Con vật về 10 nhát anh. Đây. Tay rồi đổ. Và cậy cái chữ khó bà kho ngon mà tí là tí. Tí là mấy là ngon cướp là mẹ mày mà có phải cá Kim Sơn này thằng em trong kia nó bảo em nghe tiếng em cười để biết. Mẹ nghe tiếng cười mà đoán được quả cá này. Có mua chuối không cần nó quên trái quả chuối. Cần thấy kỹ. Không cần. Thúy ấy thì cứ chơi với em tí nhá. Không nên cầu kỳ quá. Ừ. Thúy là Thúy mới biết chơi đấy. Nhiều phết. Tình hình hết bắt con rồi mà cậy. Đây. Gia đình chẳng có bát. Quả dừa đấy ngon. Chưa có bốc làm hết gì. Nó thơm, nó thơm. Bốc lung tung cái này thì được mấy tháng quả dừa, được mấy tháng rồi. Chán ở đâu? Không biết. Đây chén này rồi. Chén đây, chén đây rồi. Vẫn để tủ lạnh chứ. Cái mới đổ lúc nãy. Nghi lắm, nghi ngại mới đổ lúc nãy lắm. Đây chú này thắc mắc điểm anh. Nghi lắm. Không đổ tủ nhau hút này không làm gì cứ vứt quả dừa này vứt trong tủ này. Chẳng ngon. Ít ra đổ tối hôm qua chứ.
chẳng có gì nó nhưng bỏ lại chiếu luôn rồi không sao rửa dao rửa dao đấy cầm một con rửa hai là một tay cầm hai con sinh viên khởi nghiệp nghe chơi người ta nhà em dạo này thấy bây giờ ăn này nghỉ công tác rồi hết báo rồi không bảo gom cho bác ít báo 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 ăn quả 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 sung sung xanh nè ăn quả sung chín nè cứ bẻ cái bao người vậy đâu mày em bạn tiền báo hút chưa báo bảo đi. Các bạn có chuối xanh thì ngon nhưng mà thôi chẳng cần. Ăn cái này chung với cá. Thôi ông ạ, à, hai ông ạ. Bố con bình mỏ này ba này. Hai ông thanh niên kia cũng đòi ăn kìa. Bốp ra. Thằng bốp này xuống bốc mà. Bốp xuống bốc đấy. Bốp. Thôi. Làm dấu đi không ạ? À? Ừ. Con này đi. Các cụ làm dấu đi. Đâu nhá. Xin chết để gặp con xe trước cùng đó. Rồi gọi đi các bác ơi. Hay làm ly trước rồi gói. Xin cho để chúng con xin mời em rồi. Rồi, 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 chúc sức khỏe các bác. Thành sơn với nhau đây bảo là gói cái hay là một cái. Hết nhá. Ui hết cá, kinh lắm. Nửa rồi. Ui, con đen chừng. Cái cá nào. Ui, lên mất nhiều rồi, bóng máu này. Hết các bạn, điệu rửa. Mát như nước mưa. Mát. Đây, đến xem quảng đen gói cái này nào. Em mà không có, quảng đen đéo đây. Bán trường, gác hải là em cũng không uống đâu. Ở kia không được gói. Em thằng Bình là đã rủ nhau là ới nhau từ 6 giờ sáng rồi dụng dịch đi chợ rồi mà. Rồi xem Hải có nói chuẩn. Nó bé quá. Nó bé gì đây con này nó to thế. Đây còn đây nó to này. Đây này lá này cơ. To thế. Vớ được cái này thì ai. Ông sẽ đây. Nó to này. Cái lá loại lá lá gì không? Bọc cách. Hả vậy nó. Ê đồ đồ Quảng Đen thì hôm qua xem ông Bình ông Quảng đánh cá mà em đứng trên bờ cười đứt luôn. Hai ông bị chứ hai ông cầm cùng hơn đây. Còn hai lá chuẩn à? To. Một con cá thôi ngày cả trong máu. Người hai ông cứ cùng cái bắt đầu hai. Ông bảo. Hai ông bảo. Ông bảo gì có cá to? À bé. To. Ông mất quan điểm hiện tại hôm qua. Mấy cân mà qua cái nhau bấu con như tôi. Mấy cân mà vẫn còn kêu bảo là bé ấy, tôi chịu rồi. Nó mẹ cá cá cho nó với ông này. Đừng nào lần thế. Em không thích ăn sả mà nó nóng. Đó. Bắt đầu cho mấy mắm muối đây anh Trường ơi. Đấy, phải có muối chứ. Đó, đây muối này. Phải cho mắm muối đàng hoàng chứ. Đấy, muối này. Anh ăn cái gì cho cả đấy. Hành đấy. Có mấy hạt muối cho nó có tí ớt nữa. Có cái cay lắm đấy anh. Ừ. Anh Trường. Cay, cay nuốt. Bán thằng ngậm đắng nuốt cay mà cứ phải sợ nhỉ. Đây. Mày gọi gọi cho. Ngang được miếng rồi nè. Thôi, ngon rồi. Phải phùng ngang trước má lên cơ. Không, không cho tình ăn đâu anh. Ừ. Bỏ nó quay chơi vậy mà. Giấm như giấm nhảy. Rồi mời các bác, thôi mình đi chiến đấy, không thèm quá. Ê, cũng chưa có rồi. Lúc ăn.